Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Kinh tế Tập thể số tháng 5 năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tham mưu đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc sản xuất hàng hóa gắn với sản phẩm OCOP của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian gần đây, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến các chính sách của nhà nước về phát triển sản phẩm OCOP, khảo sát nắm tình hình về việc sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, đồng thời vận động các hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết phát triển sản phẩm OCOP. Sau đây là ghi nhận tại huyện Tây Sơn. Trong những năm gần đây, bà con nông dân huyện Tây Sơn nói chung và các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng ngày càng chú trọng đến việc sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, cũng như tăng hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh. Cũng trong thời gian này, các cấp chính quyền và các ngành chức năng chuyên môn của huyện Tây Sơn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, các làng nghề, các hợp tác xã tham gia các chương trình đề án xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP của huyện và của tỉnh. Nhờ đó, việc phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tây Sơn trong những năm gần đây ngày càng đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nếu như năm 2019, toàn huyện mới chỉ có 3 sản phẩm OCOP, thì đến cuối năm 2022 có đến 16 sản phẩm được công nhận, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao và 15 sản phẩm 3 sao. Nhóm thực phẩm có 13 sản phẩm như dầu phộng dầu mè, rau xanh, nem chả tré, bánh ít lá gai, bánh canh sấy khô và trái cây. Nhóm đồ uống có 1 sản phẩm là rượu đậu xanh. Nhóm dược liệu có sản phẩm tinh dầu tràm và nhóm hàng thủ công mỹ nghệ có sản phẩm non lá của làng nghề Thuận Hạnh. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn, các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã góp phần làm tăng giá trị sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ, giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và mạnh dạn tiếp thị, mở rộng thị trường. Một số doanh nghiệp siêu thị đã đặt hàng các sản phẩm OCOP của huyện để đưa vào hệ thống kinh doanh, bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thông qua vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng nông nghiệp là phải tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhận thức rõ là mình xây dựng cái sản phẩm OCOP là chỉ có được cho bà con nhân dân trong cái việc mà sản xuất và tiêu thụ. Do vậy thì dự kiến là trong năm 2023 thì chúng tôi sẽ chỉ đạo là các xã đăng ký và sẽ cố gắng là thực hiện đạt từ 9 cho đến 10 sản phẩm cấp tỉnh. Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Nghĩa, huyện Tây Sơn hiện đang cung ứng các dịch vụ cho các thành viên canh tác 56 hectare lúa và 38 hectare cây rau màu các loại. Từ năm 2010, khi bắt đầu tham gia dự án sinh kế nông thôn bền vững do chính phủ New Zealand tài trợ, các thành viên của hợp tác xã Thuận Nghĩa đã áp dụng phương pháp canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người canh tác và người tiêu dùng, cũng như giảm tác hại đến môi trường. Nhờ đó, liên tục trong những năm qua, sản phẩm rau củ quả Việt Gáp của hợp tác xã nông nghiệp Thuận Nghĩa được người tiêu dùng ưa chuộng, có mặt tại nhiều siêu thị và cửa hàng trong tỉnh. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã cung cấp cho thị trường trong tỉnh khoảng 80 tấn rau củ quả tươi đã được sơ chế bảo quản sạch sẽ, được đóng gói và dán tem nhãn mang thương hiệu, đã được đăng ký và bảo hộ. Doanh thu bình quân 1,5 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận sau thuế gần 50 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đảm bảo uy tín chất lượng bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên sản phẩm rau Thuận Nghĩa đã có vị thế trên thương trường trong nhiều năm qua. Và cũng nhờ đó mà sản phẩm rau của hợp tác xã đã được huyện và tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao từ năm 2019, sớm nhất huyện Tây Sơn. Việc đạt thêm chứng nhận này cũng đã giúp cho hợp tác xã cũng như trên 220 thành viên canh tác rau thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Này cô có làm một cái đám rau xà lách rất là có hiệu quả, cũng nhờ hợp tác xã, nhờ bên rau sạch là thu mua rất là có giá. Ví dụ ở ngoài là 10.000, hợp tác xã mua cỡ 12-15.000 nhé. Mình làm ấy là nhờ cũng nhờ hợp tác xã là làm rau đó là nhờ có phân hữu cơ tập vấn nhiều nên làm nó đạt hơn. Vừa rồi là chúng tôi cũng nhận được cái OCOP của tỉnh Bình Định cấp 3 sao thì nó rất cái viên lợi cho hợp tác xã.
là thứ nhất là sản phẩm chúng tôi là đi ra bên ngoài thì nó không gặp nhiều khó khăn, và là thuận lợi vào sự mua bán và mà của các quầy hàng người ta đã mình đã bó thì người ta rất tin tưởng là cái rau đây là đúng rau của đã công nhận của tỉnh Bình Định đã cấp. Đây là xưởng sản xuất sợi bánh canh rau củ sấy khô của công ty trách nhiệm hữu hạn Vita ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Trên diện tích nhà xưởng 200m², chủ cơ sở đã lắp đặt hai dàn máy sản xuất ra hai loại sợi bánh canh từ bột gạo và bột mì, công suất bình quân mỗi ngày 40kg thành phẩm khô. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là nguyên liệu bột được phối trộn với một số loại rau củ xay nhuyễn để vừa tạo được màu sắc đẹp, vừa có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Giá bán hiện nay khoảng 100.000 đồng một ký, doanh thu hàng tháng từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn đi ra thị trường, sản phẩm với thương hiệu Vidata đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận, được siêu thị Copmart Quy Nhơn đưa vào kinh doanh phân phối. Sản phẩm này được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh từ tháng 6 năm 2022 đến cuối năm 2022, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Sản phẩm bánh canh rau củ Vidata chúng tôi là sản xuất trên một cái quy trình hoàn toàn khác so với các sản phẩm truyền thống ngoài thị trường, là kết hợp giữa cái rau củ tự nhiên ở có sẵn tại địa phương cộng với cái nguồn gạo có sẵn ở địa phương, tạo ra một cái sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm cũ theo, nhưng mà theo một cái cách mới là nó bổ dưỡng hơn, nó đẹp hơn, rồi kích thích sự ngon miệng. Trên thị trường thì chúng tôi là đơn vị tiên phong trong cái mảng thị trường bánh canh rau củ này. Còn đây là nhà máy chế biến tinh dầu xả của công ty cổ phần nông nghiệp Tam Nguyên đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Tây Phú. Nhận thấy nông dân trên địa bàn xã có thế mạnh về cây xả, diện tích nhiều, năng suất sản lượng cao, nhưng lâu nay chỉ bán tươi làm thực phẩm, lợi nhuận thấp, nên đầu năm 2022, công ty đã đầu tư xưởng sản xuất tinh dầu xả trên cơ sở hợp tác với bà con nông dân và hợp tác xã nông nghiệp Tây Phú để hình thành vùng nguyên liệu tại chỗ với diện tích khoảng 40 hectare, tập trung chủ yếu ở thôn Phú Mỹ. Dây chuyền sản xuất có công suất chế biến từ 5 tấn đến 10 tấn nguyên liệu xả, cho ra từ 30 đến 50 lít tinh dầu xả mỗi ngày. Hiện sản phẩm tinh dầu xả của công ty đang được Hội đồng OCOP của huyện Tây Sơn đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023. Thì chúng tôi xây dựng cái nhà máy để mà sản xuất cái chế xuất cái tinh dầu xả từ cái nguyên liệu sạch của bà con nhân dân, và chúng tôi cũng thực hiện và sản xuất theo cái quy trình công nghệ sạch, nên là cái sản phẩm chúng tôi hiện tại thì chúng tôi cũng đã có một số cái chứng nhận như chứng nhận ISO 9001, ISO 22000 là một trong những ISO quan trọng để mà xuất khẩu ra các cái thị trường. Thì lãnh đạo của đảng ủy Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn thì chỉ đạo cho các phòng ban chuyên môn phối hợp với các hội đồng thôn để mà tuyên truyền vận động người dân mà tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong đó thì chú trọng nhất là cái vai trò của hợp tác xã trong việc để mà phát triển sản phẩm OCOP của huyện nhà. Thì qua cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì ở trên địa bàn Tây Sơn thì các hợp tác xã trên địa bàn tham gia, trong đó hiện nay thì có hai hợp tác xã là hợp tác xã nông nghiệp Thường Gió và hợp tác xã nông nghiệp Thường Giang cũng đã tham gia tích cực trong việc xây dựng thương hiệu cũng như là phát triển sản phẩm OCOP của huyện Tây Sơn. Và cái vai trò xã này thì ban nhân huyện cũng cho là cái cầu nối để mà xúc tiến thương mại, để mà thu cho những thành viên hợp tác xã, để mà làm cho cái quãng đường mà sản phẩm OCOP nó được lan tỏ và được nhiều thành viên như nông dân để mà tham gia trong cái chương trình mỗi xã sản phẩm. Với việc chú trọng công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách về phát triển sản phẩm OCOP, huyện Tây Sơn đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan trong việc nâng tầm kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển các sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương. Ngoài việc ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ các hộ cá thể có tiềm năng tham gia đề án phát triển sản phẩm OCOP, huyện còn định hướng và khuyến khích các thành phần kinh tế tập thể như các hợp tác xã xây dựng hoặc tham gia chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP.
bởi hợp tác xã có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tập hợp và kết nối giữa hộ sản xuất với doanh nghiệp nhằm đảm bảo về nguồn nguyên liệu, về quy trình canh tác hoặc chế biến, từ đó sẽ mang lại hiệu quả hợp tác bền vững hơn cho các bên tham gia.